chờ tí nhá.
sĩ của huyện Đức Hòa. Mấy em thiếu nhi đang tham quan nhà trưng bày viện bảo tàng. Đồng chí Võ Văn Tần. Cái này chụp mùa Covid hả? Rồi giờ 2 giây thôi, cởi khẩu trang ra 2 giây thôi. Được không? Chụp một tấm hình thôi. Cởi khẩu trang ra đi các bạn, một chụp một tấm hình đó các bạn. Rồi hai bạn, nữa này đứng cách cách vô mặt xíu. Rồi nha. Rồi cười lên 1 2 3 2 3 Ok rồi các bạn đi chuyển ra xe luôn ha, nắng quá trời rồi. Với mấy em tiểu học liệt sĩ Võ Văn Tần. Rồi 1 2 3. Bỏ khẩu trang ra giúp anh các bạn ơi, bỏ hết. Hãy subscribe.
video. Từng người một, từng nước một, lên từ từ, từng người một.
đừng có giành. Rồi bác bé đi về thôi, chơi đã rồi. Rồi em lên em ngồi chỗ cũ đi. 7 hả? Số 7 hả? Số 7 chắc nằm dưới á. Lên đây về. Về Bình Phước. Ủa? Ủa gì? Về Bình Phước đi. Rồi đủ chưa? Có đợi thầy không? Có rồi, rồi. Thôi mình còn vô theo mấy bạn. Từ từ. Cái xe mình còn chỗ ngồi đúng không? Không, xe này không có còn chỗ ngồi. Thầy cũng phải đứng luôn kìa. Đây là bò sữa Long Thành, chi nhánh Trừ Văn Thố của huyện Bầu Bàng. Tài xế chạy có Long An thôi uống tăng lực. Cái này đi Hà Nội cho tốn dữ à. Đây vô lấy tiền đi làm cái cửa kìa, vô trong đó đó. Vô trong có nói là xe tôi bị này có hỗ trợ không? Rồi, kính thưa các loại mặt hàng ha. Cao bánh